Ngày 12 tháng 6, lãnh đạo Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an thành phố đã phát hiện và bắt giữ Phạm Thị Hằng, sinh năm 1986, ở xã Tùng Lâm, thị xã Nghi Sơn, về hành vi chuyển giao, mua bán người dưới 16 tuổi. Trước đó, Công an thành phố phát hiện hội nhóm gia đình hiếm muộn xin nhận con nuôi với một số đối tượng có dấu hiệu chuyển giao, mua bán người dưới 16 tuổi với thủ đoạn nhận con nuôi nên đã báo cáo Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để lập án đấu tranh. Quá trình đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng, Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện Phạm Thị Hằng, đối tượng đã có tiền án về tội làm giả giấy tờ cũng tham gia hội nhóm gia đình hiếm muộn xin nhận con nuôi. Hằng đang có giao dịch bán con gái, 5 ngày tuổi, của một phụ nữ ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên cho một gia đình ở xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân, Thanh Hóa, với giá 45 triệu đồng. Chiều ngày 11 tháng 6, Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện, bắt quả tang Phạm Thị Hằng khi đang giao dịch và bán cháu bé tại nhà nghỉ Thu Hà, đường Tô Vĩnh Diện, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan cảnh sát điều tra, do hoàn cảnh khó khăn nên chị NTM khi đang mang thai tháng thứ 9 có lên hội nhóm gia đình hiếm muộn xin nhận con nuôi để liên hệ tìm người nuôi con sau khi sinh. Khi liên hệ được với tài khoản Facebook Hang Farm của Phạm Thị Hằng, chị M nói muốn tìm người nuôi con sau sinh nên Hằng đồng ý, hứa hẹn sẽ trả toàn bộ viện phí và chi phí cho chị bắt xe từ Thái Nguyên vào Thanh Hóa. Trong thời gian này, Hằng liên hệ và bán cháu bé cho một gia đình hiếm muộn ở huyện Như Xuân với giá 45 triệu đồng. Để tạo niềm tin cho người mua, Hằng làm giả giấy chứng sinh cho cháu gái. Khi giao dịch đang diễn ra thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Cơ quan công an đã thu giữ 6 giấy tờ khai sinh, nghi làm giả. Tiến hành kiểm tra nơi ở của Phạm Thị Hằng, xã Hoàng Đạo, huyện Hoàng Hóa, lực lượng chức năng phát hiện Hằng đang nuôi 3 phụ nữ mang thai. Theo lời khai của những phụ nữ này, Hằng thỏa thuận với họ là sau khi sinh, Hằng sẽ liên hệ làm thủ tục cho con nuôi, trả mỗi người 10 triệu đồng. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi mua bán người dưới 16 tuổi của Phạm Thị Hằng bằng hình thức chuyển khoản. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ Phạm Thị Hằng về tội mua bán người dưới 16 tuổi để điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.